Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Sành Đầu Si. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Sành Đầu Si sẽ gửi cho mọi người một vài những cái mẫu áo khoác Nike, cái bộ Nike ở bên Sành Đầu Si mà nó mới 100% luôn, hàng gia công nhập khẩu là ở USA. Thì mọi người cứ thấy rằng là đây là một cái chất liệu mà mặc cực kỳ thích luôn mọi người nha, mặc rất là thích luôn. Thì hiện tại là Sành Đầu Si đang còn hai bộ màu xám như thế này. Và còn nguyên tác rất là mới luôn. Thì cái này là đợt trước là hàng order mà Sành Đầu Si đặt về cho một vài những vị khách của Sành Đầu Si ấy. Nhưng mà sau đấy thì vì một vài lý do kiểu như không vừa này, hoặc là một vài lý do khác, nên là Sành Đầu Si vẫn giữ những bộ này đến tận bây giờ. Thì cái chất liệu của con áo này cực kỳ sướng và cực kỳ xịn luôn nhá. Nó có pha thêm gọi là cái chất cao su vào ấy, nên là mặc rất là sướng luôn. Con này thì cũng rất là đẹp. Thì hiện tại là còn hai cái bộ size L như thế này. Đấy, thì mọi người cứ xem là size L thì cái cân nặng nó rơi vào khoảng độ 60 cho 68 kg. Thì mọi người để ý ở bên góc trái thì ở đấy cũng đã có tư vấn rất là kỹ và các số đo rồi. Mọi người cứ xem kỹ hàng hóa xong rồi đặt hàng nhé. Thì các bộ ở đây thì đều là những bộ rất là mới và rất là đắt. Nó thực ra là với mình thì nó sẽ đắt thôi, còn với nhiều quý vị thì chắc không đắt. Thì mỗi bộ này thì hiện tại đang là 1,7 triệu. Nói luôn là 1,7 triệu. Thì cái này là đợt đặt order về cho những bác mà trước đây đặt thì cũng như thế, và hiện tại thì cũng như thế. Và cái bộ này rất là đẹp. Bác nào mà chúng ta đã từng đã nhận hàng thì chắc biết là cái chất liệu này thật sự rất là sướng. Thì cũng có nhiều những cái điểm khác nhau giữa những cái bộ áo kiểu dạng nỉ như thế này. Con này thì mặc rất là sướng luôn. Nó là chất nỉ nhưng mà nó rất là ít nhàu, rất là ít nhàu luôn ạ. Cái do cái chất liệu người ta pha vào mặc rất là sướng. Đây là cái lót bên trong này, mặt bên trong gần như là trơn bóng luôn. Con này thì gia công tại Mỹ. Cái tag trên này thì cũng nói lên hết tất cả mọi điều rồi. Con này thì mặc rất là sướng, cũng không biết phải chia sẻ như thế nào, tại vì nhiều quý vị là chúng ta cũng chưa có được chạm đến những cái hàng như thế này. Thì hiện tại là cái bộ này là đang còn hai bộ size L, thì cân nặng cũng như là cái chiều cao cân nặng thì mọi người để ý bên góc trái nhá, có cái quy định về cân nặng rồi ấy. Đặc biệt mọi người để ý kỹ hơn về cái size số để chúng ta gần Tết rồi chúng ta hạn chế đổi trả hết sức có thể. Hai bộ này gần như là cái bộ này size L này thì mới tinh luôn, mới tinh 100% luôn, hàng order tức là hàng đặt trước. Thì hiện tại là các bác ấy vì một vài những lý do nên là không nhận hàng nữa, nên là mọi người ai mà phù hợp và thích những cái mẫu mã như này thì liên hệ với Sành Đầu Si để có thể đặt hàng. Chúng ta gửi hàng một vài hôm nữa là Tết rồi, gửi hàng để chúng ta có một vài những bộ đồ chơi Tết. Và cũng nhắc luôn là có hai cái bộ size L như thế này. Đấy, kéo cái khóa này ra cũng rất là ok. Đó, cái chất liệu người ta lựa chọn thì nó thuộc cái chất liệu cao cấp rồi, nên là không phải lăn tăn quá nhiều về những cái bộ cũng như là cái chất liệu của cái món hàng này. Và một cái bộ nữa giới thiệu được quý vị đó là hiện tại đang còn hai bộ size XL, thì sẽ phù hợp với những quý vị nào cân nặng mà mọi người để ý bên góc trái á, cân nặng từ 68 cho khoảng 75 thì sẽ mặc cái bộ này. Thì mọi người để ý một chút về cái size số nhá. Kiểu có nhiều khi mà tư vấn về cân nặng nó như thế nhưng mà cái size số của chúng ta nó sẽ hơi lệch một chút. Kiểu như có những bác là chỉ cao 1m6 thôi nhưng mà nặng khoảng 70 cân, 75 cân thì thật sự cũng rất là khó để mặc. Thì mọi người để ý bên góc trái này. Một lần nữa thì nhắc như ai mua hàng thì chúng ta liên hệ với Zalo 0337707398. Đó thì mọi người thấy chưa ạ? Đây là nguyên tác luôn. Nguyên tác luôn, hàng order nguyên tác luôn và mới 100% luôn ạ. Và cam kết rằng tất cả các sản phẩm của Sành Đồ Si chính hãng. Thì cái bộ này là 1,7 triệu. Và đã cái bên Sành Đồ Si đã thanh toán cái phí ship rồi. Cũng nhớ rằng có một vài những bác là chúng ta đặt tận hai bộ cơ. Thì hiện tại đang có một cái bộ màu đen như thế này size XL. Cái cân nặng là ở bên góc trái mọi người nhé. Cân nặng là hơn 68 mặc được. Thì mọi người để ý kỹ cái chiều cao cân nặng của mình thì để cho áng cho nó phù hợp. Thì còn một cái bộ màu đen này nhá, còn một cái bộ màu đen như thế này và còn một cái bộ màu xanh hải quân nữa, màu xanh hải quân nữa thì cũng không có mặt ở trong cái bộ này, không có mặt trong clip này. Thì những bác nào mà chúng ta thích cái màu xanh hải quân ấy thì nhắn tin với Zalo 0337707398 để Sành Đầu Si gửi cho mọi người cái mẫu cũng như cái chi tiết luôn. Còn bây giờ chỉ nói qua một chút về cái chất liệu của con này. Thì con này cũng giống như con lúc nãy thôi, chất liệu đều rất là ok và rất là đẹp. Và nó có pha thêm kiểu cái chất cao su vào nên là mặc cái độ có giãn cũng như là cái độ bền bỉ của nó được lâu lắm. Ví dụ như mọi người mua một cái bộ đồ chính hãng như này thì mọi người mặc có khi là
mặc đến 5 10 năm cũng không hết luôn cơ, cũng không không có hỏng luôn cơ. Cái phần quần thì đó, cái tag là Made in USA đấy. Ở bên này có hai cái dây chun khóa này, hai dây chun khóa, còn quần thì mới 100% luôn. Ở chính giữa thì có một cái viền, và tất cả những cái túi áo hay túi quần này thì đều có khóa hết nhá, đều có khóa, và trên mỗi cái khóa này đều có cái dấu tích của Nike. Ở những con hàng chính hãng thì luôn luôn có dấu tích của Nike và có rất nhiều những cái tag đi kèm theo bên trong đó. Thì vì chính vì cái những cái bộ này nó cũng hơi đắt tiền một tí, nên là quý vị nào mà chúng ta cũng gần Tết rồi, quý vị nào chúng ta đặt hàng thì chúng ta vui lòng cọc lại cho Sành Đồ Si, hoặc là chuyển khoản 100% cho Sành Đồ Si thì đơn hàng nó sẽ đến được nhanh hơn. Con này là thuộc cái dòng Dreamfit của Nike. Ở đằng sau cũng có khóa luôn, có túi luôn ạ. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn những ai đã đang xem kênh của Sành Đồ Si và lựa được cho mình những món hàng ưng ý nhất. Và bây giờ thì Sành Đồ Si xin chào và hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo.